Bản án ly hôn của MC Quỳnh Chi bị Viện Kiểm sát đề nghị hủy. Ngày 12 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 16 của Toán cung cấp về việc chấp thuận cho nguyên đơn Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi, MC Quỳnh Chi, 25 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, ly hôn với bị đơn là ông Trần Văn Trương, 28 tuổi. Một tháng trước, ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Sóc Trăng xét xử vụ ly hôn của bà Quỳnh Chi nhưng ông Trương vắng mặt. Ngoài việc cho nguyên đơn ly hôn chồng, hội đồng xét xử giao bé Trần Gia Phúc sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012 cho mẹ là Quỳnh Chi nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành. Cha bé là ông Trương không cấp dưỡng nuôi con. Theo trình bày của nguyên đơn, trong thời gian hôn nhân, nữ MC với chồng không nợ tiền của ai. Tài sản chung hai bên tự thỏa thuận không đặt ra để toán xem xét. Sau khi nhận được bản án số 16, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sóc Trăng xét thấy vợ chồng Quỳnh Chi kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong vụ án này, bé Phúc là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và phải xác định là đương sự của vụ án. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đương sự là người chưa thành niên, luật bắt buộc phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố nghiên cứu, phân công kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Ngoài ra, thẩm phán thủ lý vụ án có đi xác minh thu thập chứng cứ về nơi ở của bị đơn nhưng không chuyển cho viện kiểm sát xem xét. Không chỉ có giấy đăng ký kết hôn, các giấy tờ liên quan cũng thể hiện nơi cư trú của ông Trương và bé Phúc tại thành phố Cần Thơ. Vì vậy, Tòa Nhân dân thành phố Sóc Trăng xét xử vụ án này là vi phạm Điều 35 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự quy định về thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ. Hiện bị đơn cùng bé Phúc đang sinh sống tại Mỹ. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu mang yếu tố nước ngoài, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp quận huyện. Kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sóc Trăng như sau. Bản án đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến quyền lợi của một trong các đương sự. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng hủy án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Theo hồ sơ vụ án, ông Trương là phó tổng giám đốc công ty tập đoàn Thủy Hải sản Chí Việt, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long, từng tạm trú tại thành phố Sóc Trang một thời gian. Ngày 2 tháng 1, công ty có quyết định cử ông Trương sang Mỹ công tác một năm. Ngày 7 tháng 1, công ty của ông Trương gửi Tòa Nhân dân thành phố Sóc Trang văn bản cung cấp thông tin về đương sự này, nhưng nơi đây vẫn thụ lý vụ án của bà Quỳnh Chi và đưa ra xét xử, chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.